Chào tất cả em học sinh, hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đi chữa một số bài tập ở bài học định lý Thales trong một tam giác. Các em ở sách giáo khoa trang 58, chúng ta đến với bài toán số 1. Bài toán số 1 yêu cầu như sau: viết tỉ số của các cặp đoạn thẳng có độ dài như sau. IA, IA của chúng ta họ cho AB bằng 5 cm và CD của chúng ta bằng 15 cm. Vậy thì tỉ số của đoạn thẳng chính là tỉ số về độ dài có cùng đơn vị đo, đúng không nào? Vậy thì ở đây các em thấy độ dài của AB và độ dài của CD có cùng đơn vị đo là cm. Vậy thì các em sẽ lập được luôn tỉ số, đó là AB chia cho CD sẽ bằng 5, ta chia cho 15 và rút gọn đi thì ta được 1/3. Vậy thì tỉ số giữa độ dài đoạn thẳng AB và CD bằng 1/3. Tương tự như thế, các em sẽ sang IB. IB của chúng ta, ta có độ dài EF bằng 48 cm và GH có độ dài bằng 16 cm. Vậy thì ở đây như các em nhìn thấy thì độ dài của đoạn EF có đơn vị là cm, nhưng GH họ lại cho độ dài là dm. Vậy thì trước khi lập tỉ số thì các em cần phải đổi đơn vị đo cho thằng GH hoặc là thằng EF sao cho hai thằng này có chung đơn vị đo. Vậy thì ở đây thầy sẽ đổi đơn vị đo của thằng GH. 1 dm thì bằng 10 cm. Vậy thì 16 dm sẽ là 16 nhân với 10 và là 160 cm, đúng chưa nào? Đến đây khi hai đường thẳng này, hai đoạn thẳng này có cùng đơn vị đo thì các em sẽ lập tỉ số, đó là AF chia GH sẽ bằng, các em thay độ dài lần lượt vào, ta được 48 chia 160. 48 và 160 nó cùng chia hết cho 16. Vậy thì các em sẽ rút gọn, 48 chia cho 16 ta được 3, 160 chia cho 16 ta được 10. Vậy thì tỉ số của EF và GH là bằng 3/10. Các em sang IC. PQ của chúng ta có độ dài bằng 1,2 m. MN của chúng ta bằng 24 cm. Vậy thì như IC nó sẽ tương tự như IB. Vậy thì trước khi các em lập tỉ số, các em sẽ đổi đơn vị đo, đúng không nào? Vậy thì ở đây thầy sẽ đổi đoạn PQ ra đơn vị là cm. 1 m của chúng ta thì bằng 100 cm. Vậy thì 1,2 m sẽ là 120 cm. Đến đây thì tỉ số PQ chia MN sẽ bằng 120 ta chia cho 24. 120 thì chia cho 24 thì ta được 5, đúng không nào? Tức là tỉ số này nó là 5/1, hay ta viết gọn là 5. Các em cùng thầy chuyển qua bài toán số 2. Cho biết AB trên CD bằng 3/4, CD của chúng ta bằng 12 cm. Họ yêu cầu là tính độ dài của AB. Vậy thì từ giả thiết AB chia cho CD bằng 3/4. Vậy thì từ cái giả thiết này, đương nhiên các em có thể suy ra được, đó là AB sẽ bằng, các em đẩy CD chéo lên thì ta được là 3/4 CD. CD của chúng ta có độ dài là 12 cm, vậy thì các em sẽ thay vào đây. Vậy thì nó sẽ bằng 3/4 của 12 và bằng 9 đơn vị là cm. Thì bài 2 tương đối đơn giản, đúng không nào? Các em chuyển qua bài toán số 3. Cho biết độ dài của AB gấp 5 lần độ dài của CD và độ dài của A'B' gấp 12 lần độ dài của CD. Họ yêu cầu là tính tỉ số của hai đoạn thẳng AB và A'B'. Vậy thì ở đây họ không cho chúng ta biết số đo của AB và A'B' cụ thể. Tuy nhiên họ lại cho chúng ta biết cái tỉ số giữa hai thẳng AB và A'B' thông qua một đoạn thẳng khác là CD. Vậy thì độ dài của AB gấp 5 lần độ dài của đoạn thẳng CD
Vậy thì ở đây thì có thể viết là AB bằng 5 ta nhân với CD, đúng chưa nào? Tương tự như thế thì chúng ta có thể viết A phẩy B phẩy bằng 12 ta nhân với CD. Vậy thì CD đương nhiên nó sẽ đo cùng một đơn vị. Vậy thì khi các em nhìn như thế này, có nghĩa là AB và A phẩy B phẩy nó đã được đo bằng cùng một đơn vị của độ dài đo. Vậy thì đến đây các em sẽ lập được luôn tỉ số, đó là AB chia cho A phẩy B phẩy. Các em sẽ thay vào, độ dài của AB chính là 5 lần của thằng CD, độ dài của A phẩy B phẩy là 12 lần CD. Trên tử có CD, dưới mẫu có CD. Vậy thì các em rút gọn, vậy tỉ số này chỉ còn là 5/12. Được chưa nào? Các em cùng thầy chuyển qua bài toán số 4. Bài toán số 4 như sau. Họ cho hình 6. Vậy hình 6 như sau, thầy sẽ vẽ lại trên bảng. Ở đây ta có tam giác ABC và một đường thẳng song song với BC, cắt AB tại B phẩy, cắt C tại C phẩy. Đúng chưa nào? Họ bảo là giả thiết của chúng ta, họ cho chúng ta biết là AB phẩy chia cho AB bằng AC phẩy chia cho AC. Ý A thì đây chính là giả thiết của chúng ta, đúng không nào? Ý A của chúng ta, họ bắt chúng ta chứng minh là AB phẩy trên BB phẩy phải bằng thằng AC phẩy chia cho CC phẩy. Vậy thì rõ ràng là các em thấy sẽ chúng ta cần phải sử dụng cái giả thiết tỉ số đầu tiên của họ cho để ta biến đổi sang tỉ số này. Vậy thì muốn biến đổi từ một tỉ số này sang một tỉ số khác thì đương nhiên các em sẽ nhớ ngay cái kiến thức lớp 7, đó là tính chất dãy tỉ số bằng nhau, đúng không nào? Vậy thì đầu tiên thầy sẽ dựa vào cái tỉ số này là AB phẩy trên AB bằng AC phẩy trên AC. Thì đây chính là giả thiết của bài toán. Vậy thì từ đây các em suy ra được, các em sẽ lấy thằng mẫu trừ đi thằng tử, ta làm mẫu mới, đúng không nào? Vậy thì ở đây thầy có thể viết là AB phẩy trên AB, ta trừ đi AB phẩy sẽ bằng với AC phẩy chia cho AC trừ đi AC phẩy, đúng không nào? Thì đây chính là theo tính chất của dãy tỉ số bằng nhau, AB mà lại trừ đi AB phẩy chính là đoạn BB phẩy, đúng không? Thì ở đây các em sẽ biến đổi tương đương, đó là AB phẩy tử thì ta để nguyên, AB trừ đi AB phẩy ta được là BB phẩy sẽ bằng AC phẩy chia cho AC, ta trừ đi thằng AC phẩy. Vậy thì các em thấy nó bằng thằng CC phẩy, đúng không? Thì đây chính là điều phải chứng minh. Em chuyển qua ý B. Ý B của chúng ta họ yêu cầu chứng minh BB phẩy chia cho AB bằng với CC phẩy ta chia cho AC. Bây giờ bài toán này thì đây là ý B, đúng không nào? Bây giờ đây từ giả thiết của chúng ta, ta đã có được cái tỉ số là AB phẩy chia AB bằng với AC phẩy chia cho AC. Ở ý A thì ta lại chứng minh được là được chưa nào? Ở đây là từ giả thiết, đúng không? Bây giờ thì các em thấy từ BB phẩy và CC phẩy thì các em lại áp dụng tính chất tỉ số bằng nhau. Vậy thì ở đây các em sẽ lấy mẫu trừ đi tử để ta làm tử mới. Vậy thì ở đây sẽ là AB, ta trừ đi AB phẩy, ta làm tử mới chia cho AB, đúng không? Sẽ bằng với, tương tự các em sẽ lấy phân số thứ hai, đó là AC, ta trừ đi AC phẩy chia cho AC. Vậy thì biến đổi tương đương cái tỉ lệ thức này ra thì AB trừ đi AB phẩy thì nó được là BB phẩy, ở đây là trên AB. AC trừ đi AC phẩy
ta được CC phẩy chia AC. Vậy thì đây chính là điều phải chứng minh. Được chưa nào? Các em sang bài số 5. Bài số 5 có hai ý, họ yêu cầu là tính x trong các trường hợp sau. Trường hợp đầu tiên, họ cho một tam giác ABC. Sau đó ta có MN song song với BC. Ta có độ dài đoạn AM là 4, độ dài BM là x, là ta cần tính, đúng không nào? Độ dài AN là 5 và cả độ dài của thằng AC của chúng ta là 8,5. Thì vấn đề bây giờ chúng ta cần phải tính x, đúng không nào? Vậy thì ở đây các em thấy thế này. Ta có MN song song với BC. Vậy thì các em sẽ áp dụng định lý Thales trong tam giác ABC có MN là đường song song. Vậy thì các em sẽ suy ra được một cái tỷ lệ thức, đó là AM chia cho MB sẽ bằng với AN ta chia cho NC. Ở đây MB là x, đúng không nào? AM của chúng ta biết rồi, AN của chúng ta biết rồi, NC của chúng ta có thể tính được, tức là đoạn NC sẽ bằng độ dài đoạn AC ta trừ đi độ dài đoạn AN. Vậy thì từ đây các em sẽ biến đổi tương đương, đó là AM ta chia cho MB sẽ bằng AN chia cho NC, các em thay bằng AC ta trừ đi AN. Được chưa nào? Vậy thì bây giờ thì MB của các em, bây giờ ta sẽ hoàn đổi MB nhân với AN, đúng không nào? Sẽ bằng tích chéo hai thằng này thì ta được là AM ta nhân với AC trừ đi AN. Biến đổi tiếp tục thì MB của chúng ta chính bằng AM ta chia cho AN, ta nhân với hiệu AC trừ đi AN. Đến đây thì rõ ràng các em chỉ cần thay số qua các em tính, đúng không? Vậy thì MB chính là x, AM của chúng ta có độ dài là 4, AN của chúng ta có độ dài là 5, vậy đây là 4/5. Ta nhân với hiệu AC của chúng ta là 8,5, AN là 5. 8,5 trừ đi 5 ta được 3,5, 3,5 ta chia cho 5 ta được 0,7, 0,7 nhân với 4 ta được 2,8. Và như thế thì các em đã tính được x trong trường hợp đầu tiên, đúng chưa nào? Tương tự như thế các em đi sang ý số 2, đó là ta phải đi tính x trong trường hợp sau. Tam giác D, E, S. Ở đây là P, Q. DP là x. Đoạn PE của họ cho là 10,5. Đoạn DQ của chúng ta là 9. Và đoạn DF của chúng ta họ cho là 24. Vậy thì chúng ta cần phải tính x, tức là đi tính đoạn DP. Vậy thì ở đây TQ song song với EF. Vậy thì có nghĩa là các em có thể áp dụng được định lý Thales trong tam giác DEF, ta suy ra được cái tỷ số, đó là DP chia cho PE sẽ bằng DQ chia cho QF, đúng chưa nào? Vậy thì ở đây các em thấy chúng ta chưa có độ dài đoạn QF. Vậy thì ở đây các em sẽ đi tính độ dài đoạn QF. Độ dài của đoạn QF sẽ bằng độ dài của DF ta trừ đi độ dài của DQ. DF của chúng ta có độ dài là 24, ta trừ đi thằng DQ có độ dài là 9. Vậy thì thằng QF của chúng ta sẽ có độ dài là 15. Đến đây thì ba thằng này biết rồi. Vậy thì rõ ràng ta tính được thằng PE, tức là thằng x, đúng không nào? DP các em sẽ thay vào là thằng x. PE của chúng ta các em thay vào là 10,5.
sẽ bằng với DQ là 9, ta chia cho QF là 15. Từ đây các em sẽ tính được x. X sẽ bằng 9 chia 15 ta nhân với 10,5. Vậy thì x sẽ bằng bao nhiêu? Thì 10,5 ta chia cho 15 thì ta được bao nhiêu nhỉ? 0,7 đúng không nào? 0,7. Vậy thì 0,7 nhân với 9 ta được 6,3. Như thế thì chúng ta đã tính được độ dài của đoạn BP đúng không nào? Như vậy thầy đã chữa xong cho các em 5 bài tập ở trong phần định lý Thales trong tam giác. Tiếp sau xin chào các em học sinh, thầy là Linh, là giáo viên môn toán tại Học cùng Việt Giáp. Thầy tin rằng những video thầy đang và sẽ làm sẽ giúp ích các em trong quá trình học tập. Hãy like, subscribe và đồng hành cùng thầy nhé. Thầy sẽ luôn bên cạnh các em.